Thì hôm nay mình có nhận sửa một con máy của chị Nguyễn Thị Sa ở trong Buôn Đôn Đắk Lắk. Đây là máy Vulcan 24V và bây giờ chị yêu cầu sửa chữa lại và chuyển cho nó chạy về hệ 12V. Thì máy gửi ra chị đã tháo mất một đôi vít áp và két thước bị nổ lung tung beng. Đấy, tụ đầu ra thì chết nhá. Tụ đầu ra của chị chết và nó gây nên nổ két. Đấy. Thì em đã thay một cái MCU của con Click V5 VIP để cho nó chạy sang 12V và một đôi biến áp, thay 4 quả tụ đầu ra, thay phép nổ. Đấy, ok nhá. Giờ thì em thử máy nhá. Máy chạy này. Đó, điện báo đang báo là 12.4V này. Chạy 12V nhá. Đấy. Tiếng băm rất là đanh nhá, ok nhá. Chuyển tần số đánh này. Đó. Rất là ok nhá. Máy móc đã chạy lại nhá, đanh nhá. Thì máy này những con phen nổ, những cái chân của nó em đã đắp cho nó dày lên để nó ít bị nổ phét hơn. Đấy, thì máy móc em đã làm xong và rất là ok. Đó, tiếng rất là đanh nhá. Thì đã chạy hoàn chỉnh nhá. Thì mai em sẽ gửi về cho anh nhá.